Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận đấu thứ hai trong ngày thi đấu này. Tuần thi đấu thứ tư và ngày thi đấu thứ nhất, Team Flash đối đầu với MB. Và đây là một trận đấu rất quan trọng dành cho cả hai team này, bởi vì họ đang đứng ở nhóm dưới trên bảng xếp hạng. Chắc chắn là như vậy rồi, khi mà chúng ta đang có những cái hiệu số không đẹp một chút nào cả đến từ cả Team Flash cũng như là MBE. Đặc biệt là MBE, họ đã khởi đầu mùa giải với một cái sự hứng khởi nhất định với cái chiến thắng trước chính các thành viên của Team Flash. Nhưng rồi sau đó mọi thứ đi không đúng theo những gì mà phía MBE toan tính, và họ đang có một quả không đẹp một chút nào cả. Trong khi đó, ngược lại với phía Team Flash, sau một khởi đầu cực kỳ chật vật, họ đã có được một cặp thắng BO3 đầu tiên rồi, và bây giờ đang hưởng khí thế để có thể đến với những cặp thắng tiếp theo. Team Flash bên phía đội xanh, MB phía đội đỏ. Cấm vào chọn thì sao đây? Nidalee, Ashe và Kalista là những lượt cấm của Team Flash. Trong đó MB cấm đi Rumble, Lee Sin và Tristana. Đã không còn Tristana cho khu vực đường giữa. Vì tướng Tùng Lâm rất là thích luôn ạ. Chúng ta còn Cocky anh Lâm nha. Rồi bây giờ để xem có muốn lấy Cocky không? Thực ra tôi lấy Cocky rất là hợp lý. Và Playcool là một người chơi có thể sẽ gánh team về giai đoạn sau được, và ưu tiên tài nguyên dồn cho anh chàng này cũng là hợp lý. Nhưng có vẻ như Bander muốn lấy con bài ECU này một vị tướng thuận tay, thì có thể là MB họ sẽ nhắm tới Cocky. Nogo cũng chơi được Cocky rồi. Wow. Ôi ạ. LeBlanc căng nhờ. Đón đầu luôn à? Đón đầu luôn đến từ Nogo trong ván thi đấu này. Và Style sẽ được chơi một trong những chất tướng sở trường của anh ta. Như vậy là để luôn cho bên phía của Team Flash lựa chọn. Nếu như mà họ vẫn muốn lấy Cocky, dám không? Thì trong rừng vẫn còn những chất tướng có thể phối hợp được, như là Sejuani, như là Maokai để bắt cặp được. Nếu mà chơi lớn hơn thì Lucian vẫn còn đó, Jerry vẫn còn đó, để cho Playcool có thể cân nhắc để xem anh ta muốn chơi gì đây. Đúng rồi, Viego kết hợp với cả Way cũng rất là thú vị dành cho Team Flash. Ui, căng nha. Ồ, cái khu vực đường giữa đúng không ạ? Đúng rồi, Lissandra đường giữa đó chị ơi. Chọn luôn mà. Ai à, làm vui lắm, không có Cocky, không có Tristana rồi. Đúng đúng rồi chị ơi. Lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến một cảnh mà không có Cocky hay là Tristana ở đường giữa. Và Lissandra được búp rất nhiều trong thời gian gần đây, và được đánh giá là một trong những vị tướng cực kỳ mạnh ở rank cao, thì đã xuất hiện để đối đầu lại với cả LeBlanc này. Trước cấp độ 6 thì vẫn hơi khó khăn một chút xíu. Sau cấp độ 6, hầm ồ ăn băng sẽ là một cái thứ công cụ để giúp cho con Virgo kia có thể tỏa sáng về giai đoạn sau, đặc biệt là khắc chế con bài LeBlanc này. Nhưng với những gì bên phía Team Flash đang sở hữu một SG, một Virgo rồi, thì Playcool có thể cực kỳ linh hoạt với cách lên đồ và cộng lọc của anh ta. Hoàn toàn có thể là một Lissandra dư chấn và chơi theo kiểu make play cũng được luôn. Nếu như mà Team Flash thực sự cần một người có thể băng bổ vào cùng với Sora hoặc là Yoshino. Một sự chọn rất hay đến từ bên phía của Team Flash để đảm bảo rằng đường giữa của họ sẽ an toàn mà thôi. Còn về phía MB, họ đang có một đội hình cực kỳ là nhiều sát thương với 3 mũi nhọn Kindred, Kai'Sa và LeBlanc. Lượt cấm thứ hai, Gamil bị loại bỏ đi, Brom bị loại bỏ. Như vậy là bên phía của Team Flash chắc chắn rồi, họ sẽ muốn những cái chất tướng chống chịu ở đường trên. Chúng ta thấy rằng là trong một ngày thi đấu mà Hasmet không cần phải làm quá nhiều, anh ta được chơi chất tướng Cassante thì rất là tuyệt vời rồi. Ngày hôm nay không biết là Yoshino có chơi Cassante không đây? Cấm Leona nhỉ? Tôi nghĩ là bây giờ bên phía Team Flash có thể nghĩ tới việc là cấm Leona, bởi vì Team MBE họ đang khép đi những vị tướng khắc chế Leona rồi. Để xem quyết định của Team Flash như thế nào. Đội hình của Team Flash tôi vẫn hay gọi vui là đội hình triệu hồi sắc sống. Bởi vì có Virgo, có Lissandra này, thì nếu như một cái đội hình này mà lấy được một mạng thôi xong nó nổ liên tục cực kỳ nguy hiểm. Và Team Flash cũng đã lựa chọn cấm là Gna. Ngoài Gna ra thì chúng ta giống như là mọi người vừa mới chia sẻ, chúng ta vẫn còn có cả Cassante. Rồi. Đây. Rồi. MB cực kỳ hiểu luôn. Leona thôi. Đúng rồi. Như vậy thì bên phía của Team Flash sẽ có được Leona, và họ vẫn phải lựa chọn mù khu vực đường trên dành cho Yoshino. Renekton thực ra cũng được, bắt cặp với Virgo để có thể đánh mạnh lên cánh trên, áp chế vào những con sông đầu tiên rất là khỏe. Và Leona thôi đúng không? Nautilus thì không đẹp lắm ở trong cái đội hình này. Ra Nautilus đi chung với cả con EZ thì không có mạnh bằng Leona. Đúng rồi. Vì Leona có nội tại kết hợp với cả cái sát thương đấy từ cùng sáng. Ui, vẫn lấy Nautilus. Thực sự thì Leona ngon. Leona một trong những vị tướng đi đúng cùng rồi. Với EZ rất mạnh luôn. Bởi vì nó cộng đam dành cho con máy EZ này. Nhưng Nautilus thì lại không làm được điều này. Có nghĩa là bên phía Team Flash tôi nghĩ rằng đang muốn hướng tới những tình huống khắc chế thẳng vào vị trí của con LeBlanc cũng như Kai'Sa, với những tình huống họ muốn lao vào giao tranh á, thì tôi nghĩ rằng đó là ý đồ bên phía Team Flash. Như vậy thì MB lấy luôn Leona thôi. Khả năng cao là cuối cùng bài Leona này sẽ rơi vào tay của MBE với một cái đội hình giao tranh cũng
rất là mạnh đến từ phía cả hai đội, và để xem rằng cả hai đội này sẽ vận hành đội hình như thế nào. Còn mọi người đánh giá như thế nào về sức mạnh của hai đội hình này trong khoảng thời gian giữa và cuối trận? Tôi thấy nó rất cân, chị Nghi ạ, bởi vì trận này mà nhận định trước rồi tôi không hiểu, tôi tưởng tượng ra được, bởi vì rõ ràng bên phía team Flash họ có một đội hình giao tranh tổng khá là khỏe, nhưng bên phía kia MBE lại có gì, đó là Kindred và Kai'Sa, những vị tướng tỏa sáng với dạng late game, thì mid game tôi nghĩ là bên phía của team Flash sẽ ok, còn về late game MBE sẽ mạnh. Rõ ràng là một phần cắm và trận rất là thú vị, và để xem cả hai đội sẽ vận hành như thế nào. Bây giờ Minh Nghi xin mời mọi người đến với lại anh em bình luận viên của chúng tôi. Xin cảm ơn Minh Nghi và chào mừng tất cả bạn đã đến với cặp trận đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay. Một cuộc đụng độ để tìm ra được một thứ hạng đẹp ở trên bảng xếp hạng giữa MPE và các thành viên của Team Plus. Đây là một cuộc cạnh tranh trực tiếp, bởi vì chúng ta đang có được 4 đội tuyển có bằng điểm số ở khu vực nhánh dưới. Và Team Wales thì vừa có được chiến thắng thứ hai rồi, nên đây là một lời đáp trả của đến từ một trong hai là Team Flash cộng với MPE. Team Flash thì vừa mới nổ hũ ở một cái trận đấu trước, nên bây giờ họ hoàn toàn có thể hướng đến những chiến thắng tiếp theo. Mùa giải bây giờ mới bắt đầu, tuy nhiên chúng ta thấy được một sự thú vị khi mà Blaykun, cái tên của anh ta lại đánh một vị tướng băng giá là Lissandra, rất hợp lý. Thực ra lúc trước tôi dịch Blaykun là chơi nguội đó, thì vị tướng băng giá là cũng hợp, tức là tạo ra cái mức độ nguội đó, một sự bình tĩnh nhất định đến từ Blaykun chẳng hạn. Nhưng cái quan trọng hơn là cái lối đánh của anh ta đang rất phong cách, rất dễ dàng, và quan trọng hơn là cái cách mà anh ta thắng đường chúng ta cũng thấy là nó cũng nhẹ nhàng nữa, để giúp cho anh phía của Team Flash lúc nào cũng có thể có được một cánh đỡ, một cột sống đủ tốt. Chỉ có điều là hai bên cánh còn lại của Team Flash sẽ cần phải nỗ lực để có thể giúp cho bộ khung đến từ bên phía của Team Flash có được một chiến thắng nhất định ở trong bất cứ một giờ đại điều nào. Còn bây giờ chúng ta đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán giữa Team Flash và đối thủ của họ MPE. Đội hình của Team Flash rất cần khả năng dồn sát thương để Viego có thể có được khả năng reset lại với nội tại của mình cũng như là cái nội tại của Lissandra. Và trong quá trình mà bên phía của Nautilus với cả vị trí của Lissandra có thể khống chế lại, thì rõ ràng là chúng ta có thể nhìn thấy được là sát thương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Redstone của Yoshino cộng với cả con Ezreal này của Boulder. Nhưng mà Boulder anh ta sử dụng Ezreal chinh phục, nên tôi đang e ngại rằng ở giai đoạn giữa của ván đấu, đội hình của Team Flash sẽ bị thiếu một lượng sát thương dồn và không thể kết liễu được những cái mục tiêu và cứng cựa như là Kassante hay là Leona ở bên phía kia. Nhưng nếu như họ có nghĩ về câu chuyện đường dài trong một tình huống giao tranh thì vẫn có thể được. Chỉ có điều là những người đồng đội của anh ta liệu là có đủ sự chống chịu để có thể giúp cho Ezreal trong thời quân đội có thể tỏa sáng được hay không mà thôi. Nhìn về sơ đồ chung thì chất tướng đến từ Team Flash đang không cho phép câu chuyện đó nha. Họ đang đại đa số là dùng vị tướng mang thiên hướng là cố gắng làm sao đó lao vào và tấn công cách mạnh mẽ, nhưng bị thiếu đi mức độ chống chịu để có thể duy trì một khoảng thời gian dài hơi trong những tình huống giao tranh lớn. Còn ngược lại MPE, thật ra họ đang có tới hai vị tướng có thể làm được chuyện đó. Họ đang có được một Kassante, họ đang có thêm cả là một TQ với lại vị tướng Leona, và chưa kể đến thật ra lớp lăng cũng là một vị tướng nhấp nhả khá tốt, nó đủ để giúp cho khả năng duy trì đến MPE, hỗ trợ cho Style trong những tình huống giao tranh dài hơi. Còn trong cái đó thì câu chuyện khu vực đường dưới vẫn sẽ là cái mấu chốt lớn. Boulder sẽ farm nhiều hơn so với lại đối phương bao nhiêu lượng chiến số lính dựa trên con bãi rêu này. Chính xác là như vậy, cặp đôi đường dưới của Team Flash đang là cặp đôi thắng đường, bởi vì họ hoàn toàn có thể cấu rỉa trước. Tầm tấn công của Kai'Sa không quá tốt ở thời điểm hiện tại, và nếu mà lên cấp độ 2 trước thì Sora và Boulder sẽ là đội tấn công chủ động luôn ở khu vực đường dưới này. Và TQ mất một nửa cây máu, mất luôn dư chấn rồi. Nhưng ở đường giữa, cái đường mà đáng ra Nogo phải là người có được lợi thế cho bên phía của MPE, thì anh ta cũng đang bị lỗ máu hơn. Có lẽ những tình huống bay lên với biến ảnh của mình đã bị dính một vòng tròn lạnh giá, và Blaykun dồn sát thương ngược trở lại. Với cái sốc điện thì lớp băng sẽ là người bị thất thế hơn. Cái quan trọng là Blaykun đánh cái kèo này đúng với cái kèo tướng mà chúng ta từng lúc trước chúng ta thấy cái thời điểm của lớp lăng nó còn múa một cách kinh dị đấy, thì Lissandra là sự lựa chọn cực kỳ thú vị. Và chưa kể đến Blaykun, đúng với cái tên của ta, anh ta đang đánh với một phong thái nó cực kỳ tuyệt vời. Ôi, một hit đánh thường nữa, và đó là chiến công đầu tuyệt vời dành cho Blaykun. Style bên này thì ở khu vực đường dưới anh ta cũng đang liên tục bị tấn công. Blaykun đang có một ngày thi đấu mà không chỉ mỗi ngày hôm nay, những ngày thi đấu của anh ta ngày nào cũng phải nói là đỉnh. Nhưng mà đây rõ ràng là một tình huống mà chúng ta nhìn thấy một người chơi có tuổi kinh nghiệm thi đấu còn khá trẻ như là Nogo, anh ta đã bị đánh sai chất tướng. Lớp long đấu với cả Lissandra những cấp độ đầu tiên này, bạn không được biến ảnh lên như vậy, bởi vì đối phương sử dụng vòng tròn lạnh giá một cái là bạn đi luôn. Đây, một tình huống rất đơn giản, vòng tròn lạnh giá ngược trở lại combo với sốc điện và túc biến đánh tay. Đây là một cái combo cơ bản của Lissandra khi mà bạn đối đầu với lớp long.
Tóc biến lên, giọng cù chỏ, Star đang chạy lên hỗ trợ Boulder cũng đang di chuyển tới. Lượng máu của Tiki đây vẫn tương đối nhiều mà tóc biến lên và ngay lập tức Boulder là người có được hạ cùng Star đang bị kẹt lại, rắc thai giọng cù chỏ và người phút một đã bị dính một cú móc và ngay lập tức anh ta đã bị cố định lại trong một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Sora đã phải nằm nhưng ngược lại Star phía bên này thì cũng đang trong tư thế nguy hiểm. Logo tới quăng thể xích combo và người của rắc thai Star tóc biến lên cứ mười KTA và dứt điểm từ một thành viên nữa. Double kill có, Logo đang chuyển sang để chỉ đến Boulder và có lẽ như Playcool phải để đồng đội của mình hy sinh rồi bởi vì anh ta cũng đang kẹt ở một khoảng lính và anh ta đã kêu gọi đồng đội hỗ trợ. Boulder sẽ bị dính sợi xích và anh ta nằm xuống. Đây là chiến thắng dành cho MP, một pha đáp trả rất hay. Rõ ràng là một pha 2 đổi 3 có lợi hoàn toàn đến bên phía của MP, nhưng mà Playcool cũng sẽ đẩy một đợt lính rất lớn vào trụ của Nogo ở pha thi đấu này. Nogo bởi vì dịch chuyển ra và đi di chuyển để có cho mình những điểm hạ gục nên ta đang bị đối phương ép vào trụ là khá nhiều. Chúng ta cùng xem lại một pha băng trụ này. Khởi đầu là rất mỹ mãn dành cho thành viên bên phía của Team Flash, nhưng vấn đề ở thời điểm hiện tại là họ cũng không có đủ độ cứng để có thể chống chịu ở trong sát thương trụ tình huống như này. Khả năng dồn sát thương đến từ Kai'Sa của Style vẫn là cực kỳ uy tín. Và ở pha thi đấu này, con Viego nó không có khả năng sử dụng chiêu cuối để thoát ra khỏi những cái bóng này nên ta kẹt ở thân xác của đối phương là khá lâu. Các bạn có thể nhìn thấy là anh ta chuyển sang dạng là Leona cũng là Kindred. Ở những cấp độ này thì bạn không có đủ nhiều sát thương nếu có thể tiếp tục băng trụ, và để rồi sau đó thì Nogo cũng sẽ dứt điểm được Boulder mà thôi. Một pha băng trụ có thể nói là MI đã lấy lại được rất nhiều khi mà Style được farm. Style có 2 điểm hạ gục và đây sẽ là điều mà bên phía Team Fast sẽ phải hối hận nếu mà họ có được một kết quả không như ý ở ván đấu này. Bởi vì Star đã có được 2 mạng gục cộng kèm thêm những gì mà ta thi tình kiếm đã trúng, ta bắt đầu sử dụng cái năng nghe của mình và tạm thời Sora và móc không trúng anh ta sẽ có thể trở thành này. Nhưng nếu như ta đứng quá gần so với vị trí đứng của Star, Boulder vẫn đang tiếp tục cấu rỉa một cách rất gắt gao để tránh trường hợp đồng đội của mình nằm xuống một cách tức tưởi. Rattha cũng phải di chuyển xuống đây để có thể hỗ trợ thêm về mặt tầm nhìn cũng như là khả năng tấn công, để trên phía của Team Flash yên tâm rằng Boulder sẽ farm xong cái quay lính này mà chả gặp bất cứ một cái vấn đề gì cả. Vấn đề là Style có 2 bùa nên là cấu rỉa này là không ăn thua với một con Kai'Sa cầm 2 bùa và có một bình thuốc biến bình thuốc tái sử dụng ở trong người. Bộ đôi của bên phía MP hoàn toàn có thể bán máu để có thể giữ lính ở một khoảng cách đẹp. Bây Rattha, giờ Rattha là Rattha đang rồng nha. Rattha đang nguy hiểm, Sora đã bị tấn công và đang tức nằm xuống. Rattha bắt buộc bỏ con đồng. Tại chỉ có 2 thành viên bên phía MP đang chạy xuống đây để tấn công tiếp. Cho nên Rattha cũng không có cách nào có thể làm được gì cả, vẫn đang là MP. Đây là cái lý do tại sao mà ở trong phần cấm và chọn ý thì anh Lâm và anh Khải Nguyễn cũng đã nói là con Leona sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì Nautilus nhiều CC nhưng khi bạn mất dư chấn bạn rất yếu ở những pha thi đấu như này. Và chỉ cần kích được nội tại đến từ con Kai'Sa của Style là anh ta đủ sát thương để hạ gục một chất tướng Nautilus trong pha thi đấu vừa rồi. Bây giờ đường dưới của bên phía Team Flash hoàn toàn không có được lợi thế nữa. Bởi vì con Nautilus này bây giờ kéo vào ai là anh ta sẽ bị tấn công ngược trở lại và đi luôn. Tại vì đồ đến từ Style bây giờ có thể bắt đầu gây những lượng sát thương một mức độ nào đó tối thiểu rồi. Cho nên cũng không có cách để giúp cho Sora có thể làm được gì cả. Nhiệm vụ đến từ Sora Boulder sẽ làm sao cấu rỉa và tạo ra cái thế thắng đường chứ không phải là Owen. Còn ngược lại bây giờ với cái chất tướng của Kai'Sa cộng kèm thêm 3 mạng hạ gục và một vài hỗ trợ mà ta có được, thì con Kai'Sa này nó quá nguy hiểm so với những gì mà Boulder có thể với tới được. Cho nên chính thức là khu vực đường dưới tạm thời MP đang là đội giành chiến thắng. Tôi không biết là trong giai đoạn 6 sẽ như thế nào, nhưng với việc đường dưới đang thắng nó sẽ giúp cho việc có được con rồng với MP ở một tương lai gần nó sẽ khỏe hơn tí xíu. Cũng là với Team Flash họ đang tận dụng tốt chất tướng của K6 để khai thác 3 con sâu công đầu tiên của bảng thi đấu. Chính xác như vậy, và chưa kể là Rattha hoàn toàn có thể ăn thêm con cua này bởi vì nó có đồng nguyên ấn, nó có thể deny đi cái đồng nguyên ấn trên người của Phúc 1 và khiến cho cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên của Kindred này nó bị chậm. Dù vậy thì bạn đã có một con SU trong đội hình, đồng nghĩa với việc giai đoạn bắt đầu tích nước mắt và chưa có được tám hợp thì đội hình của bạn sẽ rất yếu. Và khi mà Boulder không có được cái khả năng dẫn đồ so với một con Kai'Sa bên phía bên kia thì giai đoạn giữa của ván đấu Team Fast vừa thiếu sát thương vừa thiếu chống chịu, bởi vì Kai'Sa bắn dàn tăng ở những cấp độ này là cực kỳ khủng khiếp với nội tại của mình. Cho nên đó do tại sao mà con cá sấu trong tay Yoshino phải cực kỳ khỏe. Đội hình này thật ra nha, mà có khoảng bốc được một mạng hai mạng thôi là Team Flash rất là dễ chơi. Họ đang có nội tại đó từ Lý Sinh ra, họ có thêm nội tại đó Rattha. Cho nên khả năng bạn có thể nhân thêm nguồn sức mạnh của mình là điều cực kỳ dễ. Và để làm được chuyện đó, Yoshino phải là người khỏe nhất trong đội hình. Anh đang làm một điều ok đấy, tức là ui chưa cuối luôn. Và Nogo vẫn đang bị kẹt lại bên trong cái kỹ năng đó. Playcool vẫn đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ có điều ván này thì anh ta đang không carry, anh ta sẽ là người hỗ trợ thêm về khả năng khống chế. Chính xác là như vậy. Còn con Lissandra sốc điện này thì nó chỉ khỏe ở những cấp độ đầu tiên mà thôi. Khi mà đối thủ chưa có đủ một lượng máu thì combo của bạn mới đủ sát thương. Chuẩn pha thi đấu vừa rồi các bạn có thể nhìn thấy là sát thương dứt điểm của Playcool sẽ bị thiếu hụt. Và Nogo hoàn toàn có thể hồi phục lại được
Và với cái chất tướng là cơ động như là con LeBron này thì ăn nguyên một combo vừa rồi ấy mà rút lui về được là lời dành cho Nogo. Và bây giờ anh ta sẽ có được cho mình một cái giày thủy ngân để đi ra ngược trở lại. Rõ ràng là thua lính nhưng mà về thế trận bây giờ ấy thì LeBron đã trở nên dễ chơi hơn so với con Lissandra này rồi. Nhiệm vụ của Lissandra cũng sẽ là làm sao đó để cấu rỉa mà thôi. Và về mặt trang bị Nogo vẫn chưa phục vụ được cho câu chuyện đó. Anh ta vẫn sẽ phải đợi tới một khoảng thời gian nữa để có thể hình thành được món trang bị đầu tiên của bản thân mình để tạo ra những áp lực ở trong giai đoạn sau của bán thi đấu. Cũng ngược lại, Style hãy nhìn những thứ mà ta đã có, 301 mà KDA giữ từ nãy giờ rất tốt, cộng kèm thêm 75 lượng kỵ số lính. Anh ta vượt qua giai đoạn đi đường mà chả gặp bất cứ một vết sẹo gì cả. Nhưng ngược lại, Nogo hiện tại đang gặp khá nhiều vấn đề. Playcool vẫn đang tới để có thể tiếp cận chiêu cuối đến từ Playcool chưa hồi, cho nên Rakta cũng không có cách để có thể bắt Nogo ở trong giai đoạn này. Một pha né đi được cái khả năng làm choáng của con lượm Virgo rất dẻo đến từ lớp lòng. Và đấy, cái chất tướng cơ động này thì chỉ cần bạn có đủ cái khả năng chịu được combo sốc điện của đối phương là bạn có thể giật về được. Và bây giờ một pha đứng rình tương đối là lộ liễu đến từ các thành viên bên phía IB và đi qua mắt rồi. Ừ, ý là cả ba không biết là mình có đi qua mắt hay chưa. Và nếu như họ là đội bị chủ động tấn công thì tỷ lệ nằm xuống ngộ mình sẽ tương đối cao. Và hình như bên phía Crystal Plus họ vẫn đang, tức là họ vẫn đặt giữa hai cái suy nghĩ, một là đối phương bấm B về, hai là đối phương đứng đợi mãi. Boulder là người check tầm nhìn và vừa rồi là cả hai thành viên của MB đều đẻ tầm nhìn khá tốt. Nhưng Style đã bước ra cộng kèm với TQ, đồng nghĩa việc là phút một quyết định đứng ở lại à. Đang hơi tốn thời gian nha, anh ta đang bị tốn khá nhiều thời gian. Còn trong cái nửa cánh trên, một pha móc không thành công, tìm kiếm đã trúng. Boulder đang sẵn sàng để có thể tấn công với sự hỗ trợ đó là Rakta, và Rakta vẫn đang tiếp tục tiếp cận. Đó là thủy lo tầm nhìn tung hai người, Rakta nhảy và tấn công ngay lập tức. Bị phút một ao lèo cái chiêu cuối hai dịch chuyển đến từ bên phía màu xanh. Bot mạnh quá, bot 5 người. Phút một hạ gục được một thành viên nhưng Playcool đang tới để tiếp cận. Tay sử dụng tanh tẩy, anh ta vẫn đang tiếp tục bị hạ. Và Playcool phía này đang bị tấn công do Sino lướt lên và ngay lập tức anh ta tìm được bạn cùng trong đội của mình. TQ sẽ đi bùi theo và T Plus họ giành chiến thắng dựa trên pha giao tranh 5-3 cực kỳ kinh khủng ở khu vực dưới. Hai cái dịch chuyển của Team Flash đầu tư là rất chính xác vào thi đấu vừa rồi, bởi vì họ đã shut down được điểm hạ gục của Style. Tiếp theo đó họ tiêu hạ gục cả TQ và cả Phúc Một luôn, khi mà Nogo anh ta không sử dụng cái dịch chuyển của mình. Và dù sao thì LeBlanc không phải là một vị tướng phục vụ đến tình huống giao tranh như thế này, khi mà lượng sát thương của bạn là chưa nhiều. Đây là một pha thi đấu mà rõ ràng 3-3, các bạn có thể nhìn thấy được là Style rất nhiều lợi thế. Cái cứu sinh cứu được cho TQ sống thêm một giai đoạn nữa và để cho Style có một góc để đổi góc với chiêu cuối. Nhưng khi mà sử dụng chiêu cuối rồi thì bị Playcool dồn combo, Style không có gì để chạy cả. Và Yoshino đến, trong khi đó thì Kasante của Rigel thì vẫn đang đẩy lính mà thôi. Khi bên phía của MB họ đang say mê trong tình huống giao tranh thì ngay tức Yoshino cộng kèm thêm nữa là Playcool đã lướt xuống và hỏi rằng với ông cái không, cái gì? Cái boss mạnh nhất là cái boss 5 người. Chính xác. Thực sự là như vậy, họ có một pha giao tranh 5-3 nó quá kinh dị ở khu vực dưới. Họ kiểm soát được hoàn toàn ở đường dưới bởi vì họ biết là TQ phút 1 cộng kèm với Style đã đứng bên trong cái bụi rất lâu rồi. Và chính vì đó chúng họ giành được một cái chiến thắng nó quá là mạnh mẽ đi. Và từ đó họ đang muốn set up một tình huống để có thể cạnh tranh với đối phương một cách sòng phẳng. MB thì đang có một cái thế ở ngay khu vực hang sâu hư không. Còn trong cái đó T-Plus đang nghĩ đến câu chuyện bắt người. Họ nhìn vào chiêu cuối của họ, họ thấy nó chưa hồi lại cho nên họ muốn bắt người nhiều hơn so với cái việc là họ chạy vào trong khu vực sâu và cố gắng cạnh tranh nó. Sau đó đang tới tiếp cận, móc được, lấy cái mở đường. Playcool lướt phía bên này thấy được Style, lấy được tóc biến của Style. Và ngay lập tức MB đang phải bỏ chạy, cũng ánh sáng được bật ra cho nó không trúng ai cả. Tôi nhìn thấy một pha mà Style ta đánh hạt thông nổ xuống dưới và sau đó anh ta mất tốc biến bởi vì đối phương khép góc vào. Đúng rồi, trong cái pha hang sư giả vừa rồi, một pha xử lý hơi cồng kềnh của xạ thủ MB và bây giờ khiến anh ta mất khá là nhiều Nogo màu. Đang bị khóa chân lại, Boulder đang tới có thể tiếp cận. Rakta cũng đang di chuyển tới với cái tốc biến và Nogo né được kỹ năng khá thành công. Nhưng con rồng sắp sửa, con rồng đã ra cho nên T-Plus quyết định là lấy nó so với việc là bắt Nogo. Nhưng đây chỉ là một con rồng gió mà thôi, và con rồng gió đứng một mình thì nó không thực sự hiệu quả, nó không đem lại quá nhiều sức mạnh về mặt giao tranh với thành viên bên phía của T-Plus lắm, nên là MB quyết định bỏ. Pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mà Nogo quá tham lam trong cái việc mà cấu rỉa đối phương. Khi mà anh ta sử dụng biến ảnh và anh ta sử dụng luôn cả mô phỏng biến ảnh, nên khi mà đối phương đẩy lên với con đường băng giá thì anh ta không còn cái biến ảnh lần nào nữa để có thể rút lui về. Và anh ta ăn một lượng sát thương tương đối ở pha thi đấu vừa rồi. Đây là một tình huống mà phút 1 anh ta muốn vào, anh ta cướp đi bãi chim, nhưng bãi chim thì không có đồng nguyên ấn, nên anh ta cũng chỉ là cướp đi bãi quái rừng của Virgo trong tay Rakta mà thôi. Rakta sẽ clear đi cái đồng nguyên ấn ở bãi người sói. Trong khi đó ở cánh trên, Rigel đã có được găng tay băng giá rồi, có thể chịu được khả năng càn lướt của Yoshino ở thời điểm hiện tại. Yoshino cũng đang cầm cái rìu đen, cho nên là khả năng chống chịu của Rigel cũng sẽ ở mức độ nào đó với cái khả năng tấn công đến Yoshino mà thôi. Một ván thi đấu đang cực kỳ là tuyệt vời đến từ anh chàng khu vực đường trên bên phía của T-Plus. Phong độ của Yoshino luôn luôn có một vài sự bất ổn, nhưng ván thi đấu này thì anh ta đang ở mức cao so với mức thấp.
Cho nên điều này đang giúp cho Team Flash có một phong thái vô cùng tự tin. Như nói ngay từ thời đầu, Yoshino phải xanh và khỏe thì Dồn Đao nó mới mạnh, và họ đang phục vụ được cho câu chuyện đó với hai bài hạ gục đã có trong tay của Yoshino. Dù vậy cho đến thời điểm hiện tại, Yoshino mới chỉ là lấy các lớp khiên trụ mà anh thôi. Anh ta bị bế về trụ rồi. Mới khen xong, Yoshino đừng nằm xuống anh ơi. Và anh ta vẫn đang cố gắng bỏ chạy ra rồi tới để có thể tiếp cận. Yoshino vẫn đang hồi phục quá kinh dị. W không lẽ là solo kill? Solo kill! Solo kill dành cho Yoshino. Một pha cắm mắt vào nhưng mà chưa đủ. Nếu mà Rizal anh ta cắm mắt từ trước vào trong cái bụi đấy, tôi nghĩ là có thể là một tiền đề để anh ta mới là người solo kill. Nhưng mà đây, cái đồng nguyên ấn tiếp theo được dành cho phúc 1 rồi. Hiện ta được con cua ở cánh trên này. Đây sẽ là một cái đồng nguyên ấn rất quan trọng, bởi vì đây là đồng nguyên ấn thứ 4. Nó sẽ giúp cho con Kindred của phúc 1 có được cái tầm đánh bắt đầu gia tăng, và thêm cả những cái cộng thêm sức mạnh cho những chiêu thức còn lại nữa. Bây giờ Rakta sẽ khởi động con sứ giả trên tầm nhìn của bên phía MBE. Không ngại ngùng, một cú dịch chuyển từ Razor. Nhưng Razor trong dạng một Kassate không có chiêu cuối, không có khô máu tương đối khó. Cùng ánh sáng, nó lướt qua đúng cái hiệu ứng W. Và khi bây giờ đã bị kẹt lại, anh ta đang bị bắt lẻ. Anh ta bị tấn công đến chính chiêu cuối của Rakta. Và ta ra tức nằm xuống, có thủy lô tầm nhìn hất tung Tai lên. Tai đang bị tiếp cận chiêu cuối, trên phút mà được hỗ trợ cho Tai. Nhưng liệu Tai khỏe rồi hay không đây? Ngay lập tức chiêu cuối của Playcool được hỗ trợ dành cho bản thân của ta. Boulder dứt điểm đối phương. Boulder vẫn đang muốn bắn. Nogo đang tới sẵn sàng bắt đầu một người Boulder. Raizo vẫn đang đứng che. Phút 1 đang bị tiếp cận, nhưng ngược lại Raizo mới là người bị nằm xuống. Phút 1 vẫn đang bắn. Anh ta hạ gục được xạ thủ của đối phương, tóc biến lên tiếp cận thêm một lần nữa. Rakta cái mạng gục đúng một cái đâm kiếm. Anh ta đâm được không? Anh ta đâm được không? Anh ta không đâm được. Anh ta không đâm được trong tình huống vừa rồi. Hãy cho anh ấy bên. Give him bên. Đây là cơ hội. Đây là cơ hội để cho anh ta bên. Nhưng mà xa quá rồi, cho nên không có bên dành cho phút 1 trong tình huống đó. Đó là một pha quad ra kill dành cho phút 1, khi mà không ai để ý đến một con Kindred đã có 4 đồng nguyên ấn và có một cái móc diệt ở trên người trước pha thi đấu vừa rồi. Và sau ra pha này, đây thực ra có thể coi là một pha quét sạch, nó hơi bị delay một chút khi mà 4 thành viên còn lại của Team Flash đã hồi sinh lại rồi. Nhưng tổng cộng pha hạ gục đấy thì chúng ta có đến 5 người Team Flash phải lên bảng. Một pha khởi đầu giao tranh mà các thành viên bên phía của MB có vẻ như bị thất thế, khi mà Yoshino đã lách được cái Thái Dương Hạ Sàn và anh ta tìm kiếm được Sai, và thêm cả là chiêu cuối Sora nữa. Nhưng Yoshino đã nằm xuống quá sớm và anh ta không thể nào càn lướt được thêm. Để rồi sau đó cái khả năng dồn sát thương của các thành viên bên phía Team Flash dồn hết vào một con Kassate. Nogo thì đứng ở đằng sau để tạo tiền đề, tạo sự khó chịu. Và nhìn cái cách phúc 1 thả diều đi. Và đây, một cái pha đánh hút máu đến từ cái nội tại sói của anh ta, giúp cho anh ta có thể chịu được lượng sát thương của Rakta. Để rồi sau đó thì quát ra kill tìm đến với phúc 1, chứ anh ta không đi đâu cả để mà tìm. Còn khu phía bên này thì Yoshino đang có những pha xử lý để có thể lấy được cái trụ ở khu vực đường dưới, nhưng tập thành vẫn chưa được. Một cuộc chiến đang thật sự rất căng thẳng đến từ bên phía của Team Flash cũng như là cách thành viên của MV. 1-9-1-10 thật sự chưa biết bên nào là bên thắng lợi được, tại vì khoảng cách đó chỉ là một ca tiền, nó có thể bị lật ngược chỉ đúng một vài ranh giành thắng lợi cũng một trong hai bên mà thôi. Nhưng mà với hai xạ thủ trong đội hình của mình thì Bem đi phá nhà rất nhanh, và họ chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi, họ đã phá xong cái trụ một ở khu vực đường giữa của bên phía Team Flash rồi. Đây sẽ là lợi thế về cho bên phía MB để có thể kiểm soát tầm nhìn sang hai bên cánh rừng, và cái trụ một đường giữa của họ còn rất khỏe khoắn. Đây cũng tạo tiền đề cho play đến cho Nogo có thể đẩy lẻ một bên cánh mà không e sợ, bởi vì đã có những con mắt của thành viên bên phía MB giải ra đây rồi, sẽ phát hiện là không có ai lên, chỉ có một mình Lissandra thôi, thì Nogo hoàn toàn không e sợ lắm. Playcool vẫn đang giữ một con Lissandra cây đe cực kỳ đẹp, và anh ta cũng đang quyết định là một Lissandra mang tên hướng bảo vệ đồng đội của mình càng nhiều càng tốt. Yoshino bật chế độ kệ Raizo và anh ta phá hủy được công trình, anh ta chuyển sang địa chỉ Raizo. Raizo đang là thần khí Tofu thứ ba. Rakta đang chạy tới rất là hỗ trợ Yoshino để kỹ năng khá hay. TQ đang tới tiếp cận của đường, đang sử dụng kết hợp với lại cú khô máu. Boulder đang di chuyển tới, cái boss mạnh nhất vẫn đang là cái boss 4 người, nhưng kỳ đây Yoshino mới là người phải nằm xuống chiêu cuối đến từ Boulder, đã không có địa chỉ. Và bên phía của MB họ thành công trong câu chuyện là bắt lẻ. Họ đang muốn chuyển sang khu vực hang đồng, họ muốn có nó, họ sẽ sở hữu được đó nếu như có một sự cản trở đến từ Flash. Nhưng Rakta sẽ không để cho câu chuyện đó diễn ra, và Nogo đang bắt đầu di chuyển vào bên trong. Nhưng mà tốc độ ăn rồng của hai xạ thủ kết hợp với con Kai'Sa và Kindred đội hình là cực nhanh nha. Các bạn có thể nhìn thấy là rồng mất máu không phanh luôn. Chỉ hai lần kích nội tại của Sai là đã có rồng những thành viên bên phía của MB rồi. Rồng 2 dành cho chính họ, và đây là một con rồng lửa, nó gia tăng rất mạnh cái sức mạnh cho cái đội hình này. Đội hình này của họ có rất nhiều sát thương rồi, và thêm lượng sát thương đến từ rồng lửa là có thể một lượng sát thương khiến cho cái đội hình không có tăng cơ thuần của Team Flash không thể nào chịu được. Ở thời điểm hiện tại, Team Flash cần phải chia nhau ra để farm, để khiến cho Boulder có thể được có được một lượng đồ để gây sát thương. Chứ bây giờ thì họ đang hơi thiếu sát thương ở những vị trí còn lại.
phút 1 đang chạy để hỗ trợ. Vàng lập tức có một hiệu ứng khống chế nhất định để khiến cho Nogo bị dừng chân, nhưng chắc chắn là cầu thủ vẫn đủ máu để có thể tiếp tục ở lại đây. Với việc là lên hỏa khuẩn thì Playkun không sử dụng chiêu cuối thì gần như là không có sát thương ở trong tình huống giao tranh. Và pha thi đấu này các bạn có thể nhìn thấy việc Nogo lên những cái món đồ như kiểu là súng lục Luden như thế này, nó sẽ giúp cho khả năng cấu xỉa của Nogo ở giai đoạn đi đường là mạnh hơn. Và bây giờ Lissandra không thể đi cánh được với con Leblanc nữa rồi, nó sẽ tạo thành một cánh liên tục bị đẩy và khiến cho Team Flash rất khó được thể kiểm soát được cái rừng bùa xanh cũng như là rừng bùa đỏ của mình khi đối thủ có thể dắt nhiều người vào đây để xâm lăng. Đúng là có cái gì nó còn có thể kinh khủng hơn một pháp sư nữa, đây là một pháp sư cầm súng thật sự. Một Leblanc đang có một quả súng lục rất kinh dị ở đằng sau thì đã sẵn sàng cho pha móc này, combo ngược thêm cái chiêu cuối sai đã vấp cỏ và anh ta đã phải bỏ chạy, nhưng anh ta không thể nào về được. Playkun đang tới tiếp cận và ngay lập tức thôi tất cả những gì có thể là giữ chân TQ lại, và TQ vẫn đang bị kẹt lại phía này. Sora đang tới, Nogo sử dụng sệ xích để có thể giảng hòa, nhưng quá khó. TQ thi linh kiếm vào một thành viên, nhưng ta vẫn đang bị kẹt lại bởi ba vòng vây yêu thương của đối phương. Mà hạ gục một là cho Boulder, hai là cho Rakta, sẽ là ai được hạ gục? Boulder và Rakta là người có được hạ gục trong tình huống đó. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy lượng sát thương của Team Fast dứt điểm vào một con chất tướng Leona thôi cũng khá là vất vả rồi. Thì khi mà trong những tình huống giao tranh 5 năm mà Kassate của Rigel đã có được thêm giáp thì cái khả năng chống chịu của Kassate sẽ là rất ấn tượng. Đó là một pha sai lầm của Style khi mà anh ta đi vào để hỗ trợ người bạn Leona của mình cắm mắt, nhưng anh ta lại không để ý đến việc là anh ta đang lộ tầm nhìn. Một con mắt kiểm soát cắm rất hay đến Sora, và khi mà Nautilus đứng bên cạnh thì Kai'Sa không chạy đâu được cả. Tuy nhiên bên phía Team Flash cũng đã phải đầu tư cái dịch chuyển của Playkun rồi, và tí nữa khi mà dịch chuyển của Nogo hồi lại thì bên phía MB sẽ là đội có được lợi thế hơn về phép bổ trợ dịch chuyển. Và hơi khó cho tình huống xử lý vừa rồi đến từ bên phía của MB, một pha cắm mắt hơi dài và cuối cùng cái giá phải trả đó chính là một, không chỉ là một mà là hai mạng hạ gục. Rezo đang một nhập một với lại con xin hình đất này và một cú hút nó chưa đủ để lấy được công trình, nhưng tương lai rất gần là nó có thể sẽ bị phá hủy đi bởi khả năng tấn công của Rezo. Vẫn đang là những nỗ lực của Rezo không hề ngừng nghỉ để có được cái trụ một khu vực ở dưới. Còn trong khi đó ngay khu vực Baron, bên phía MB họ test đam Baron, họ cảm giác là không nhanh được, chính xác, cho nên họ bắt buộc phải lùi để chờ cơ hội ở trong giai đoạn sau của bán thi đấu. Thực ra là họ đang thi đấu nó hơi bị rời rạc một chút. Ui, công cụ ngừng tóc biến ốc lại. Oh my god, hay thế nhờ. Và người đang phải bỏ chạy vẫn là Nogo, nhưng Nogo vẫn đang muốn vô cùng ảo Sora tới đó, nhưng mà cũng này Sora ăn thì coi như là thành công dành cho Nogo. Quá hay. Phía bên này thì sao đây? Rizal tới tiếp cận sử dụng chiêu cuối đẩy đối với bên kia, Ken tức bản năng sẽ tụ được bọc lại cool, sử dụng cái đồng hồ của mình và anh ta đang bị kẹt lại bốn thành viên của đối phương. MPE là đội thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi. MB đã bắt được hai người của bên phía Team Flash khi mà họ đã bị Nogo outplay với một tình huống ảo thuật của mình khi mà anh ta dứt điểm được Boulder. Boulder anh ta có cho mình là thanh tẩy, anh ta có cho mình tốc biến, nhưng mà không có cái gì có thể sử dụng trong pha thi đấu vừa rồi. Chúng ta có thể nói gọn là một pha xử lý và nói đỉnh nóc kịch trần và bay phấp phới từ Nogo chứ còn gì nữa. Anh ta khiến cho bên phía của Team Flash không thể nào có thể lường trước được pha xử lý, phải nói là 100/100 điểm. Tiki với bên này đang tới tiếp cận, anh ta sẵn sàng với kỹ năng tiếp theo của bản thân mình. Baron đang được ăn và đội đỏ là đội ăn được, đồng nghĩa việc MP họ có được lợi thế ở trong giai đoạn này hơn. Và vừa rồi vừa nói đến cái việc mà bên phía của MP sẽ có lợi về dịch chuyển thì pha thi đấu vừa rồi Nogo anh ta biết rằng nếu anh ta đổi một với xạ thủ đối phương thì bên phía của MP chỉ từ hòa đến thắng mà thôi, bởi vì anh ta có dịch chuyển. Sau khi hạ gục được xạ thủ đối phương thì anh ta sẽ hồi sinh và dịch chuyển được ra giao tranh trước so với Boulder bên phía bên kia. Một pha giật về đưa cái xích rất ảo đến từ Nogo và lượng sát thương của anh ta là cực kỳ đủ để hạ gục một con SU không hề có kháng phép, và để rồi mạng shutdown 450 vàng rơi vào tay một con Nautilus thì gần như là không có giá trị rồi. Và Kassate thực ra rất thích cái việc mà đối phương tụ tập xung quanh anh ta ở bên cạnh một bức tường, thì anh ta hoàn toàn có thể sử dụng mở đường để vừa thoát về vừa cô lập một mục tiêu của Team Flash, và đó là Playkun. Mất cho mình là cái giáp tay Seeker pha thi đấu đó. Bây giờ đã nâng cấp lên cho mình được đồng hồ cát rồi, nhưng nó vẫn còn thời gian cooldown là khá lâu. Rõ ràng trong một pha giao tranh mà Kassante đã có được cơ hội mở đường vào tường thì cái cơ hội lên phường đến từ Kassante là câu chuyện cực kỳ dễ để có thể tưởng tượng ra. Và với việc anh ta liên tục có những cú bê trap quá đỉnh, nó quá đỉnh, nó khiến cho bên phía của Team Flash từ nãy giờ không thể làm gì được. Mặc dù đầu game Playkun có một pha solo kill rất hay, nhưng vẫn là yếu tố cũ. Playkun đang lên những món trang bị để giúp đỡ đồng đội chứ không phải là lên trang bị để có thể gia tăng thêm một sức mạnh sát thương phép thuật. Nó khiến cho tầm này đội hình này của MP, kể cả là Rizal đi chăng nữa,
anh ta cũng chưa có những món trang bị mà tôi hướng kháng phép nó quá kinh dị đi, thì anh ta mới có thể chịu được cái khối lượng không ít. Từ từ tay lại một lần bị hất tung lên, nhảy vào tiếp cận nhưng không có thêm đam, và ngược lại Sura người phải trả giá. Anh ta lại một lần nữa là nạn nhân trong pha tổng tấn công phía bên này. Yoshino đang bay tới tấn công, nhưng anh ta có thể tiếp cận khu ổ được bật ra rồi lấy được chiêu cuối của Dakta. Bây giờ người kẹt lại là Yoshino, Yoshino đã bị hạ gục. Black Queen đang tới chùm ngộ. Chiêu cuối của anh ta cũng đang chờ đợi sẵn, nhưng cái cơ hội tấn công này bị giảm đi một nửa khi không còn sự xuất hiện nữa từ Yoshino rồi. Một pha mà Sai ra đứng đằng sau và tách biệt với những người đồng đội của mình để khiến Black Queen phải suy nghĩ. Lao vào ba người yếu máu ở trên thì Sai sẽ bắn anh ta từ nhà đến trường luôn, và lao vào Sai những người đồng đội còn lại sẽ tiếp tục đẩy và phá trụ. Nogo thậm chí còn không tham dự ở pha giao tranh vừa rồi khi mà anh ta đang bận đẩy ở khu vực đường giữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được một con Nautilus không hề có giáp, anh ta chỉ có một cái dây thủy ngân và một cái giáp máu vua mốc mà thôi, thì anh ta không thể chịu được lượng sát thương đến từ hai xạ thủ. Một pha kéo đưa Sai được vào tầm bắn của trụ, nhưng với thanh tẩy và với khả năng dồn sát thương đến từ cả Kindred, cả Kai'Sa thì Nautilus đi rất nhanh, để rồi sau đó thì Yoshino cũng đi với một kịch bản tương tự khi bị đối phương thả diều, và trước mặt hai xạ thủ là một chất tướng Kasante đỡ đòn. Và Playkun không tìm được một góc vào bởi vì Style đứng ở đằng sau và ba người thấp máu đứng ở đằng trước. Style chim mồi nhờ. Không lẽ Style lại coi những người đồng đội của mình, ai muốn đánh thì cứ bước lên trước, ai sợ thì đi về. Thế là phong cách bật lên, cái là phong cách bay vào cuối cùng câu chiêu, và ngay lập tức anh ta đã giúp cho bên phía của MV có được một tình huống giao tranh. Lại một lần nữa cái này người khác là Phúc Một đang bị tấn công để tiếp cận, nhưng mà chiêu cuối đã được bật lên. Một pha móc đến từ hỗ trợ trước đó không mang lại nhiều lợi thế. Playkun đang sử dụng đồ của mình, TQ đang tới sẵn sàng cho pha giục cuộc chọn móc ngược về Rakta tốc biến để có thể tiếp cận TQ, nhưng TQ tốc biến nó bỏ chạy và ta đã thành công với tình huống đó. Khô máu được bật vào người Boulder đã bị hạ gục. Lại là ngày phong cách một quý ngày thật sự lịch lãm trong quán thi đấu này của MV. Giao tranh của Team Flash pha thi đấu vừa rồi họ đổi mục tiêu nhưng mà không khác gì nhau, thậm chí mục tiêu này còn khó hạ gục hơn bởi vì có cứu cứu sinh trên người của Phúc Một, và để rồi Playkun băng vào không tìm được ai để thích hợp để có thể sử dụng chiêu cuối. Anh ta sử dụng chiêu cuối trên bản thân mình, bấm thêm cái đồng hồ để có thể câu giờ cho những người đằng sau như là Boulder hay là Rakta có thể gây sát thương, nhưng Rakta thì sử dụng tuyệt mệnh bị outplay bởi một pha tốc biến đến từ TQ, và sau đấy thì lượng sát thương ở Viego đã là không còn nữa. Bên phía của MB đang vượt trội hơn hẳn ở thời điểm hiện tại, kể cả về khả năng chống chịu cũng như là khả năng gây sát thương, khi họ đang hơn đối phương đến 6.000 tiền. Và lượng trang bị bây giờ nhìn vào Style đã là 3 món đồ rưỡi, thì hơi khó để cho Boulder có thể gọi là gượng lại ở thời điểm hiện tại, khi mà chất tướng Kai'Sa là chất tướng dồn sát thương mạnh hơn so với Ezreal. Playkun đang đứng từ đằng sau và anh ta đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, anh ta bị tiếp cận, anh ta đang phải bỏ chạy, anh ta không bị dính thiên đình kiếm ra rồi tóc biến để có thể thoát đi khỏi tình huống đánh nhau đến từ bên phía Plus. Tôi nghĩ đấy là một pha đổi góc hơi an toàn của Style khi mà anh ta sử dụng chiêu cuối của mình để thoát xuống bên dưới sông để đối phương không thể nào bị tấn công mình nữa. Nhưng bây giờ nhìn hai xạ thủ thì lượng đồ của hai chất tướng này, Kindred cũng với cả Kai'Sa là khủng khiếp như nhau, khi mà Kindred đã có dìu đen và tám hợp thêm một mảnh ấn thép nữa để có thể lên cho mình là giáp hồi sinh. Raizo đang đứng đợi mở đường để lùi về. Ui, Yoshino chúng ta thấy bắt đầu rồi đó, cái đội hình không có tăng cơ nó bắt đầu xuất hiện rồi đấy. Một ván đấu mà Team Flash không có được giai đoạn đầu game ưng ý, thì bây giờ cái giá phải trả của họ đó chính là giai đoạn này. Một giai đoạn của lớp đăng nó quẩy tung hoành chảy máy. Và chưa kể đến là Sai cũng đang có một con Kai'Sa phải nói là mát binh từ nãy tới giờ, thì nó giúp cho bên phía của MV đang có được rất nhiều công trình, 6 công trình. Còn ngược lại Team Flash từ nãy giờ ngoại trừ cái trụ một đường trên, trụ một đường dưới ra, họ vẫn chưa tiếp tục khai thác được những công trình còn lại đối với MV. Bây giờ chỉ có một điều thần kỳ mới giúp Team Flash để giành chiến thắng được, bởi vì chất tướng của đội hình họ đã đến giai đoạn yếu hơn so với đối phương rồi. Đối phương hai xạ thủ tăng tiến sức mạnh càng về cuối trận càng khỏe, như là Kindred, như là Kai'Sa. Có thêm một chất tướng cấu rỉa và gây rối là LeBlanc, và có được 200 năm Kassante kết hợp với Leona. Bây giờ lượng sát thương của Nogo mà cấu rỉa vào những chất tướng mà không có kháng phép, ví dụ như là Boulder chẳng hạn, Boulder mới chỉ có một cái kiếm răng cưa mà thôi, thì sẽ tan biến rất nhanh đấy. Chúng ta có thể so sánh hai bên có nào, Nogo với tầm này trang bị thì chúng ta có thể gọi là Nogo, còn phía bên kia với tầm này trang bị có gọi là no damage. Tại vì Blackpool ngoại trừ những cái mảnh sắp tới và món trang bị sắp tới mà anh ta lên, tôi cảm giác hai món trước đó khả năng anh ta gây được cái khả năng để có thể shut down hay là one shot đối phương rồi đó. Blackpool đã không có chuyện thể, đó. Không nó khiến cho bên phía của Team Flash từ nãy giờ sự sát thương phép của họ nó quá yếu á. Và MP họ có được Commodore một cách nhẹ nhàng mà chả mất đi bất cứ cái gì cả. Thậm chí bây giờ họ đẩy xuống cánh dưới để ăn tiếp con rồng, để hoàn thành linh hồn rồng lửa cho mình cũng được, để xem bên phía Team Flash có dồn đủ sát thương không. Họ thiếu sát thương nha, đội hình này ăn rồng cũng tương đối là chậm.
và đối phương đã đến kịp rồi. Nogo đã tới kịp và một tình huống toàn đường băng giá đã play cool phía này. Dazo vẫn đang cố định được Yoshino trong một chỗ, play cool đã bị kẹt lại một pha la và ZQ để có thể cố định. Phút một nhảy lên tấn công Boulder đã bị dứt điểm, play cool tới nhưng đó là một hàng bao mọi người rất nhiều máu là phút một. TQ đã bị dứt điểm với Black Cool, nhưng Black Cool cũng sẽ bị dứt điểm bởi Sai. Ngay lập tức các thành viên còn lại của Team Flash vẫn đang lừa góc tấn công, nhưng không còn con rồng để giao tranh tiếp. Sora đang đứng từ đằng sau và anh ta đang cầu nguyện để có thể bấm BB được, và anh ta thành công với câu chuyện đó. Raizo đang tìm những nạn nhân tiếp theo. Phút 1 đang săn những con mồi. Anh ta thấy được Rakta, anh ta hơn đối phương 3 cấp và anh ta sẵn sàng bắn và hạ gục Rakta nếu như cần thiết. Và phút 1 cũng đã có được 7 đồng nguyên ấn rồi. Ngưỡng sức mạnh thứ hai tiếp tục tăng thêm tầm đánh đến con Kindred này và đã giúp cho cái khả năng công trụ của thành viên bên phía MI là cực kỳ ấn tượng. Cấu diễn nhảy vào tấn công bay ra sát thủ Sora, một hit bắn được thôi. Phút 1 bị cái trụ bắn cho nên ta phải lùi. Ngay lập tức bên phía của MV họ sẵn sàng để có được công trình ở khu vực đường dưới. Nhà lính đang bị tấn công, Nogo đang tới và sẵn sàng. Ý, Nogo bị trụ bắn và ta lùi được thành công phía bên này. Rakta và Yoshino có thể sẽ bị một tình huống 4 đánh 2 nếu như bọn họ đứng quá gần với tầm bắn đến từ phút 1. Chiêu cuối được sử dụng, phút 1 bị kẹt, Raizo sử dụng mở đường và anh ta lùi về thành công hoa móc. Chúng vào người Raizo, Raizo đang phải lùi. Phút 1 vẫn đang bắn ở dân sát thương của anh ta nhảy lên quẩy tung hoành. Anh ta bắn quá cháy, anh ta bắn cháy máy ông địa. Tài tới tiếp cận sử dụng cơn Media và ngay lập tức Raizo là người có mạng gục đó. Phút 1 đang sử dụng chiêu cuối sau khi anh ta mang lại double kill cho đồng đội của mình, thì anh ta mang lại một bàn hỗ trợ cho đồng đội bản thân. Và Style đang liên tục lập công, Black Cool đánh nhau với TQ thì Black Cool sẽ giữ chân TQ lại. Nhưng cái nhà chính thì ai mà giữ, không một thành viên nào của Team Flash có thể giữ được nó. MV khai thác được hai công trình, Black Cool nhấn like và share kênh của Liên Minh Huyền Thoại. Còn ngược lại Black Cool không thể nào làm được gì cả. Nhà chính nổ, MV dẫn trước 1-0. Một ván thi đấu mà nhìn về chất đội hình, chúng ta có thể thấy được rằng MB muốn kéo ván đấu về giai đoạn cuối trận. Nhưng mà ngay giai đoạn đầu, Style đã có được cho mình đến 3 điểm hạ gục, thì cái diễn tiến ở đường dưới nó vượt tầm kiểm soát của Team Flash, và đội hình cần dồn sát thương vào một mục tiêu của Team Flash đã không có đủ lượng sát thương để có thể dồn vào một thành viên nào đó của MB ở giai đoạn giữa ván đấu. Khi mà bắt đầu có được cấp độ, bắt đầu có được máu rồi, ngay cả lớp long cũng không bị dồn sát thương nữa, thì MB hoàn toàn có thể câu kéo trận đấu đến giai đoạn mà họ mạnh hơn.